Dạ xin chào khán giả kênh Khương Dừa. Hiện tại thì Khương Dừa đang có mặt ở phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Quý bà cô chú, Khương Dừa đang đi vô nhà của cô Diệu Hóa. Đây là một bà cô rất là tốt và nhiều năm liền là cô mỗi buổi chiều cô đều nấu những món ăn, ví dụ như là bò kho, hủ tiếu hay là bánh mì để dành cho mấy em học sinh ở trong lớp học tình thương của cô Ba. Và hôm nay thì như mọi bữa thì cô vẫn chuẩn bị những món ăn đó, và hôm nay thì nhân cái dịp đầu năm mới cũng như là các bạn học sắp nghỉ rồi, với lại quan trọng là Khương Dừa ghi hình chương trình, cho nên Khương Dừa muốn dành tặng một cái món quà bất ngờ dành cho mấy em học sinh của lớp học tình thương của cô Ba. Khương Dừa chuẩn bị một bữa ăn cho nó hoành tráng hơn, nó nhiều món hơn để mời các em. Và bây giờ thì Khương Dừa hai mấy anh em chào cô. Mấy anh em của Khương Dừa chia ra hai nhánh. Khương Dừa với một vài bạn đi qua đây để phụ cô nấu ăn, còn một vài bạn thì chuẩn bị ở bên kia để cho con xin phép con đem này cô Thu Tiến. Mấy bạn ở bên kia chuẩn bị để công tác ghi hình. Dạ. Ở đây giới thiệu quý bà cô chú là cô Diệu Hóa, là cô nhiều năm rồi cô nấu ăn. Bữa Khương Dừa có xuống thăm lớp thì cũng có gặp cô lúc đúng ngay cái cô lúc mà cô đang soạn đồ ăn ra cho mấy em nhỏ đó. Khương Dừa có hỏi thăm cô và cô hay làm thiện nguyện lắm, và hình như nhà cô là dịch vụ nấu ăn hả cô? Không có. Cô dạ. Đi chùa, cô là Phật tử của dạ. Viện Chiên Tu á. Cô dạ. Hay phụ Viện Chiên Tu nấu dạ. ăn. Dạ. Cô hay nấu ăn rồi cô nấu cho lớp của cô Ba là mấy năm rồi cô? Cô 5 6 năm rồi. 5, 6 năm rồi hả? Trước khi cô Ba dạy nữa. Dạ, đó. Có nghĩa là ở lớp đó là có nhiều cô giáo đã dạy rồi. Hiện tại là người dạy hiện tại là cô Ba. Trước đó thì cô cũng đã nấu ăn để gửi cho các em học sinh thôi vô trong hết cô. Cảm ơn cô rất là nhiều. Những người rồi, có tấm lòng thiện nguyện dạ. Bữa nay cô cũng hân hạnh đón tiếp được cô. Dạ. Rồi ngồi ghế. Dạ. Bây giờ là 2 giờ rồi, quý bà chú thôi xuống với con phụ cho. Rồi. 2 giờ rồi mà bây giờ cô cháu của Khương Dừa sẽ phụ nấu cô với cô, rồi xong rồi khoảng 3 rưỡi tới để mang tới để cho mấy bạn ăn. Thường ngày thì cô cũng vẫn phải nấu và mang tới hả cô? Thường ngày là cô nấu cho các bé. Dạ. Là cô nấu chay. Dạ. Vì cô ăn chay trường. Dạ. Cô thì cô cũng làm thiện nguyện nhiều lắm, mà cô sư phụ cô là thầy Thiên Thuận á. Dạ. Đó, bữa nay cô sẽ làm bánh xèo cho các bạn nè. Rồi với lại chả giò. Chả giò là cô làm luôn thế nhưng luôn nào quý bà cô chú. Sẵn hết rồi. Dạ. Nói chung là sáng Khương Dừa tính là mình đặt đồ cho nó dễ dàng, nhưng mà thôi cái đó thì quá dễ rồi, mình muốn là cô sẵn cô nấu rồi Khương Dừa kết hợp với cô để phụ để nấu ăn cho nó bữa ăn nó ý nghĩa hơn. Giờ phụ gì cô? Với các bé đó là nó ăn cũng nhiều, mình mua thì không đủ. Với lại không có dừa khẩu vị nữa. À dạ. Cô nấu mấy năm rồi cô biết quen ý hả cô? Với mấy bé. Dạ. Cô biết ý nó hết. Dạ. Thôi giờ phụ gì con phụ cho. Rồi. Xuống bếp đi. Dạ, con rửa tay cái. Đang chuẩn bị đổ bánh xèo. Rồi, đổ bánh xèo con đổ cũng được nha. Rồi. Chú Khương có muốn cuốn chả giò không? Thì cô lấy cái thớt cho. Dạ. Ít đây, để cô lấy cái thớt. Khương Dừa cũng xin cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị đã theo dõi Khương Dừa, theo dõi chương trình Học Để Đổi Đời và gửi tiền cho Khương Dừa để Khương Dừa làm cái chương trình này. Và cảm ơn ba nhà tài trợ đó là Sơn Nhân Văn BCG, Sơn Chống Nóng, Bánh Tráng Tân Nhiên. Bánh tráng siêu mỏng đặc sản của Tây Ninh và Hai Bên Sò Store là chuyên cung cấp đồ dùng học tập cho các em học sinh. Dạ. Bắt đầu ngoài ra cũng cảm ơn những người giống như là cô Diệu Hóa đây nè, là những người họ làm thầm lặng suốt bao nhiêu năm. Thử trước. Tại 2 giờ là sợ chảy. Đây là cô làm này nhưng mặn như quý mà cô chú. Được chưa con? Cô hướng dẫn con ngay, con chưa bao giờ cuốn chả giò luôn. Vậy con chỉ ăn chả giò thôi. Nhiêu đây là đủ không cô? Không có. Cô cuốn sẵn dùm cho cô con rồi. Cô cuốn sẵn dùm con luôn hả? Này cô chừa để con có quay hình. Dạ. Này ghê. Đây cô, được rồi. Đây là con cuốn này được rồi. Cô cuốn cả trăm cuốn sẵn. Ủa vậy hả cô? Trời ơi. Ơi. Tại vì dạ thôi, đó, con để đây con. Tại vì Khương Dừa bận setup bên kia cho nên cô đây cô chuẩn bị rồi cô cũng làm trước. Cô cuốn mẫu không cuốn được không? Tôi cuốn mẫu con coi chứ không? Cô khéo tay lắm cô. Cô ngồi đi cô. Được rồi, được rồi. Ít thôi. Dạ. Cái cuốn nhỏ thì mấy bé nó ăn nó không có ngán. Dạ.
Với cô cho ăn hoài à, mấy đứa cô cũng thôi, quen vậy không con biết cô mấy nhỏ mấy cuốn đứa đi rồi nhỏ xuống con chơi chiên cho, phụ à. chiên cho con nhỏ nhanh để dễ. Đây đó nha. Wow, cuốn vuông hả cô? Tròn luôn. Tròn luôn. Wow. Hôm qua cô đi mua cái nguyên liệu này nè. Dạ. Thì Phật tử họ cũng ủng hộ. Rồi. Họ không có lấy tiền. Rồi rồi. Họ nghe nấu cho lớp học đó. Dạ. Thì thấy thương quá vậy. Họ ủng hộ luôn ở ngoài dạ. chợ Bình Dương. Dạ. Nhiều đi được hả cô? Rồi. Rồi làm trật lắc rồi. Dạ. Làm trật rồi đó. Ủa đợt hả cô? Đây, cô làm lại cho. Vậy không được, cuốn nó bể á. À bể hả cô? Vậy nè. À sao bên đụng này, vô hả con cô? Sẽ gấp bên này trước. Dạ. Cô phải cô khựng tay trái. À, con cũng thuận tay trái nè. Đó. Đó. Rồi con cuốn cho. À cho nó bể hả cô? Sát vô. Ô nó bể. Cục khó lắm chứ bộ dễ này. Khó làm lắm. À. Trời ơi. Con cuốn vậy là chiên nó bị bể á. Vậy hả cô? Phải không sát con cuốn phải chặt không lên. Sát không? Chặt ừ. luôn không? Phải chặt cái cuốn chả lên. Trời ơi. Không phải dễ làm đâu. Dạ đúng rồi. Chỉ ăn thôi à. Thôi nhưng mà dù gì đây cũng là cái tấm lòng của Khương Dừa cũng như là mấy anh em à, gửi tới cho các em học sinh à, hy vọng là các em cũng sẽ à, sao quên rồi nói làm gì cũng đúng mà ta. Các em sẽ à, cố gắng à, học thật giỏi. Rồi bể nhìn biết sai rồi à, muốn nhiều quá chút xíu cho thêm một cuốn nữa. Ủa cô rồi cô rồi cô không cái này là cuốn đặc biệt làm thử cái này trước cho nó thành công không? Khó lắm vậy. Ơi nói cô lên đây đi, cô đi tùm lum nó thu tiếng nó không nghe cô nói chuyện. Hỏi tắt tắt mic đi Tú, tắt mic của cô giùm đi. Để cô đi tùm lum cho. Đó thôi ha. Thôi về. Đúng rồi nè. Đâu cũng vậy hả, nó cũng vậy thôi. Vài bữa nữa là bên Tân Nhiên họ có cái họ có cái bánh tráng cuốn chả giò đó mình con cô bán bánh tráng online bánh tráng trộn á dạ. Bé út cô á là lấy bánh tráng đó đó bánh tráng tự nhưng nhiên luôn mà hả mình con lấy qua ở ngoài chợ. Ôi vậy bữa nào con kêu lấy trực tiếp rồi, cho rồi, bán rồi, nha rồi. À. Lát có người ta lên luôn nè cô vậy á hả có nhà tài trợ lên ừ. luôn con cô nó bán online có gì hả ừ, bánh tráng trộn mở hầm dạ có duyên quá nha cô vậy mày bị bể rồi nè từ từ quen à này cũng được rồi nè cô được. Nhưng con cũng phải chặt chứ mình chiên dạ. cho nó bể cũng bể á. Con nó bể, rồi. Bể thì mình trộn vô chén mình ăn luôn cô làm vậy là cô tự nấu cô tự bỏ tiền bạc vô luôn hả cô à, cô cũng tự làm rồi dạ. có người những khi góp bạn bè cũng dạ. có phụ dạ. bạn bè đi chùa chung á dạ. thì ta thấy cô làm vậy thì ta cũng có gỡ chút đỉnh dạ. vậy đó à, cô quen nhiều lớp học tình thương lắm trước dạ. kia cô có nấu cho cái lớp từ tâm nữa dạ. ở Chánh Mỹ dạ. mà hiện giờ thì kinh phí nó ấy là công việc nó nhiều dạ nên cái lớp đó thì lâu lâu cô cho quà thôi hình như dạ. nó có nấu ăn mỗi ngày bởi vì mấy em nó ở là dân địa phương nhiều dạ thì chiều cha mẹ có cho ăn cơm dạ chứ lâu lâu là cô cho uống trà sữa hay là cô nấu chè rồi vậy dạ rồi một cái lớp ở phường Phú Mỹ nữa dạ. cô cũng có cho thỉnh thoảng cô cho quà dạ cô hết bánh hả cô bánh tráng rồi để cô lấy cô làm nói chung đây là cô làm rất là thầm lặng với Phương Dừa rất là nể
Đây con lấy ra cho. Dạ. Hồi xưa cô mới đầu tiên là cô nấu cho cái lớp học từ tâm ở phường Chánh Mỹ. Ô vậy con nghĩ là chiều nay nếu mà từ cái số tiền thưởng chương trình này, số tiền bà con cô bác ủng hộ, con nghĩ con nên trích cho cô một phần để cô dành cô nấu ăn cho mấy đứa nhỏ nó hay Thì hơn. cứ con có lòng thì Dạ. cô ấy, nhưng mà để cô kể cái Dạ. đầu tiên mà lý do sao cô biết cái lớp này đó cho Dạ. con nghe. Dạ. Và hồi đó cô nấu cho cái lớp học từ tâm thì cuối năm đó, cũng như có cái chương trình để tổng kết cuối năm á, Dạ. rồi họp ở thị xã mình nè, Thủ Dầu Một á. Ừ. Lúc đó là mình chưa có lên thành phố, Dạ. cô mới gặp được cô Yến, là cổ là làm cho cái lớp Phú Cường này hồi Dạ. xưa, là cô Yến phụ trách. Dạ. Cổ thấy cô vậy cái cổ cũng nói giờ lớp con có 9 em mà nó khổ lắm cô ơi, nó đi làm mướn làm thuê rồi bán vé số, rồi chiều nó là nhịn đói nè đi học. Rồi. Cái cô nghe vậy thấy tội quá, Dạ. cô mới qua cô cho ăn. Cô cho ăn thì cô quen được cô Yến, thì cô cũng làm trong phường Phú Cường á. Dạ. Rồi sau một thời gian thì đổi qua chú Di quản lý cái lớp này, Dạ. và hiện giờ thì cô Yến đổi đi cũng làm trong phường nhưng mà làm bên chữ thập đỏ Dạ. để lại thầy Cường. Thì lúc đó mới có 9 em thôi, Dạ. mà giờ thì nó lên được 23 em, Dạ. có lúc lên được 30 em, nhưng mà qua Không hồi bền. trước dịch đó Dạ. có về quê, một số về quê ở luôn, Dạ. thì đa phần là mấy em nó ở trọ. Bên bên phân ban lãnh đạo của cô á, cho áo thun mà Dạ. có cho gạo. Mà mùa dịch đó là mấy em nó nghỉ học á, Dạ. hôm mà cách ly xã hội lần đầu á, Dạ. là cô với cô ba có tổ chức và phát 2 đợt Dạ. gạo mì cho nhờ phụ huynh với mấy em ở lãnh, là phát Dạ. tại phòng trọ của cô ba. Dạ. Thì nói chung cô làm gì thì Cũng xuất được phát nhỉ. từ cái tình Dạ. thương thôi, Dạ. thấy mấy em với phụ huynh cũng khổ, cũng có tình cảm với mấy phụ huynh, nó cũng dễ thương lắm, Dạ. cũng lo làm. Rồi mấy em nó bưng phở bưng hủ tiếu tới tối nửa đêm, Dạ. chiều ta tối là học xong về là đi phụ tiếp tới 10 giờ đêm, Dạ. nó nhiều thấy thương. Thì nhóm cô cũng mới cho quần áo mới để ăn Tết á, Dạ. để cho từng rồi. Nói chung là lớp nó rất là khó khăn cho nên cũng nhiều người phải chung vô để giúp để mới duy trì được cái lớp. Nhiều người phải bỏ công bỏ tiền ra. Con thấy vậy nên con chứ con cũng cảm mến cô ba. Cô Con muốn ba làm thấy dạ. thương lắm, Con muốn làm cái chương trình này để dạ bể cổ cũng đáng đáng là đáng để mình trân trọng. rồi. Thì Miếng dạ. cổ dạy mấy em á, nhờ cổ á là mấy Dạ. đứa mới ngoan đó Dạ. chú Phương, Dạ. nó cũng quậy lắm. Vô lớp là nói chuyện rồi quậy, nhờ cổ la cổ rầy á, Dạ. cổ dạy dữ lắm là nó mới ngoan được vậy á. Dạ. Cô cũng quý cổ. Dạ. Mỗi ngày cô nấu một món quý ông bà cô chú dạ cho mấy đứa em, cho mấy em học sinh. Bữa nay có chả giò, có bánh xèo với lại một xíu nữa Phương vừa có đặt gà nướng, gà nướng của một người em cũng rất là ngon để mang lên đây có xôi rồi nữa để cho mấy đứa nhỏ. Nói chung mà hồi nhỏ thì mình đói lắm, đói khát lắm, mình cũng thèm ăn lắm nhưng mà cũng không có ít người cho mình ăn nên giờ mình cảm giác mình hiểu được vậy nên thôi. Khi mà mình cho mấy bé nó ăn được á, Ừ. nó ăn được á, nó ăn ngon miệng, Ừ. mà nó lớn nó thấy luôn. Dạ. Chính là những bạn bè của cô là xem hình ảnh thôi, cô thì Dạ. cô chỉ là hình ảnh, qua hình ảnh cô cũng hay đăng Facebook á, Dạ. rồi người ta xem người ta nói lớn nó thấy luôn, mấy đứa Dạ. nó À lớn nhìn thấy lớn luôn không kêu 1 năm qua vậy đó, thì nhìn Dạ. thấy nó lớn, nhìn mà không tưởng được á, Cô thì nó nuôi còn cô ba thì cô cho hay con dạy. chữ. Ừ, cho chữ. Cô thì cho cái ăn. Nó cho nên Cô ăn là với năm nào cô cũng đặt áo cho, áo thun. dạ cho nên là cô
cô hôm đây là cô dịch đó thì đó. Cô với cô ba tổ chức cho hai lần phát quà, hai đợt trợ giúp gạo với lại mì gói, nhu yếu phẩm là chút đỉnh vậy đó, đường. Con thì có thể là như Khương vừa thì có thể đến giúp để quay chương trình một lần, nhưng mà đối với cô Diệu Hóa này với lại cô Ba thì là những người ta giúp suốt suốt luôn quanh năm suốt tháng, tới nay khi nào mà cảm thấy hết nổi nữa thôi. Nói chung này hết luôn á con, vô cúng đi. Đúng rồi, vô cúng đi. Có kinh phí rồi tài trợ của những nhà hảo tâm á thì mình làm nó dễ dàng. Dạ. Cái gì cũng vậy cô ơi, có cái tâm nó làm nó phải có kinh phí chứ, đâu có kinh phí sao làm nổi. Mình bỏ hoài cũng được nhưng mà nhiều năm này năm nọ. Rồi xuống chiên đi. Rồi, rồi hai cô cháu mình đi chiên nha quý bà cô chú. Cô xuống với con luôn à? Rồi. Tên tên tên. Rồi mấy đứa làm gì đây? Đây có mấy có mấy bạn đệ tử của Phương Dừa đây nó quý bầu chung đây. Rồi ơi, chiên được không? Này nãy giờ anh cuốn không nè, cô Ba hướng dẫn một cô hướng dẫn một cái cuốn đầu tiên, còn như anh cuốn không đó hay ghê không? Có nên tin hay không? Rồi bây giờ mình vừa chiên ha, rồi mình vừa đổ bánh xèo luôn không? Xèo luôn. Wow đó, ngon chưa quý bầu chú, hấp dẫn chưa? Đúng rồi, con để lửa riêu riêu vậy nó chín cái nhân luôn. Dạ. À, bé này làm được á, giỏi. Được, được, giỏi giỏi. Có chồng được rồi đó. Vậy? Khen con nữa dạ. Chứ. Cô là Diệu Hóa, bé nó Diệu Thiện. À Diệu Thiện hay gọi cô á hả? Dạ, tên thiệt Diệu Thiện dạ, luôn á cô. Diệu Thiện luôn hả? Dạ. Ha, pháp danh. Dạ, tên thiệt luôn à, cô. Còn bé này là thi hết cái thứ hai này cô, nó thi thứ hai mà bị rớt này con. Thi thứ hai bị rớt. Dạ mùa 4. Vậy cô không có coi mấy chương trình đó. Dạ. Lúc có tiếng lực với Trấn Thành với Trường Giang. Cô cũng không biết là dạ. chú Khương không. Nhưng mà này cô coi cái tập này nó rớt mùa 4 nè cô. Tập 5 hay gì? 5 với đi. Dạ. Đến phẩm phụ cho, đến phụ cho thiệt. À, Thiện ơi, chắc em đặt lên anh thêm hai cái hoa nữa đi. Dạ. Thêm hai cái hoa đi. Wow. Mình còn hoa để mình cảm ơn. Ờ. À. Hồn quá. Cái này mà giờ mà được mà có tương ớt chấm liền ha. Ủa cô đâu vậy? Ờ Khanh Khanh lấy cái cô của ta, cô tắt đi, tắt cái mic của cô anh đi. Để cô nhiều khi cô nói chuyện gia đình cá nhân gì đó. Đây là chả giò lạc ơi. Trời ơi. Rớt rồi. Rớt rồi. Rớt rồi cô ơi. Cái nó cái gấp vô dạ. Đây cô gói khéo không bà con cô bác. Đây. Đó. Ồ, gấp lên liền, gấp lên liền. Ơi quên, mình lo làm quên nó cháy à. Còn gì nữa không cô? Cô ơi, cô còn làm gì nữa không cô? Để tụi con làm phụ cho nhanh đi. Dạ. Để tụi con phụ cho nhanh chứ thôi nó không kịp. Đúng rồi. Dạ. Cái lá quất đây nè. Dạ. Rồi, cái nước mắm rồi cô làm xong hết rồi cô? Xong hết rồi. Rồi. Cô xuất sắc quá. Con lên cũng dạ. Thường ngày nấu cho mấy bé thường á là cô cũng phải làm giờ này là xong. Dạ. Chú đâu cô? Chú đi đâu rồi cô? À, ông xã cô là mất. Ồ, dạ. Mất nay 20, Tết này nữa là 23 năm. Thôi. Ông xã cô mất lúc đó là 38 tuổi, cô 37 tuổi. Rồi. Thì cô ở vậy là nuôi con cô biết tới giờ. Dạ, mấy người con cô? À, ba đứa, hai đứa con gái, một con đứa con trai. Dạ. Thì cô được hai đứa cháu nội rồi. Dạ.
Ngày mai anh chị cũng đi làm hả cô? Cô gái lớn của cô thì làm bên quận 9, cô công nghệ cao á, làm cho công ty Nhật. Dạ. Còn cô gái Úc thì bán đồ online. Dạ. Còn con trai thì nó xe cộ. Có gia đình hết chưa cô? Có, mình đứa con trai là có gia đình. Còn hai gái chưa? Hai gái chưa. Chị con gái Úc cô làm bán bánh tráng đó. Dạ. Bán online với chè bí, cô chuẩn bị 10 ly chè bí nhãn. Để đãi tụi con ăn, để cái món cô nấu là chè bí lạ ha. Lúc mà cô mới làm á, cô cũng nhờ lại từ lời từ cái chè bí. Dạ. Cô nấu cô bán, cô lời cô làm từ thiện. Dạ. Rồi sau này cô làm được thì mấy bạn cũng có hùng, có phụ vô. Sau này thì cô làm luôn cho đơn vị cho chùa. Dạ. Hồi đầu tiên thì cô chỉ là nấu chè bí mà cô bán. Dạ. Cái này đi ra ngoài tiệm mua thì nó rất là dễ nha bà con bác, nhưng mà nó sẽ không đúng cái khẩu vị của mình. Đó, này cô nhà cô làm luôn để cho mấy bạn nhỏ. Rồi, hôm nay là bánh xèo những gì cô? Những thịt bằm hả cô? Mấy bạn có thường ăn bánh xèo không cô? Có luôn hả cô? Có đồ ăn. Dạ. Tại cô biết ý mấy đứa nhỏ thì nó không ăn ra được. Dạ. Yeah. Món gì mà nó thường thích ăn á thì cho nó ăn. Dạ. Yeah. Cái này xong rồi chắc đo đóng hộp thôi cô, để thôi nó nguội à. Đúng rồi. Này có hộp mua, đừng hộp cho. Đúng rồi. Đó, cô mới xoay vòng vòng. Đảo đi vòng vòng, đảo bột vòng vòng đó, vậy bánh xèo nó sẽ đều, nó sẽ rất là ngon. Rồi mình đậy nắp lại. Dạ. Khi nào mà nghe nó bột bột hả cô? Cái thì là bánh chín rồi. Dạ. Đó là mình dỡ nắp ra, dớp ra. Nên người ta gọi là bánh xèo. Mới đổ vô là nó kêu cái xèo. Dạ. Đây, bỏ vô gấp, bỏ vô à. Không có được ăn dụng. Dự trù là khoảng mấy giờ cho mấy ăn? Dạ thì đúng giờ thôi con, thường mấy giờ không con? 5 giờ. 5 giờ hả? Về có ăn sớm á. Dạ ăn sớm để con còn ghi hình chương trình. Còn thi cho các bé thi phần thi nữa. À cho các bé dạ, thi. Dạ dạ. Dạ. Chị tầm hôm nay chiều nay 3:30 rồi mấy bạn có mặt thì chắc là 4 giờ cho mấy bé ăn luôn. Xong cái vô thì dạ 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 đó, mình nhìn mà thấy thèm đúng không? Mấy bé này thì nó ăn cái khẩu phần ăn không, nếu mà con mua là không đâu. Nếu con mua hẳn ngoài chợ về là nó ăn nó không no. Dạ, à, nó ăn mạnh hả cô? Ăn mạnh. Lao động. À, đúng rồi. Với tuổi nó nhỏ nhỏ. Ví dụ cơm có khi ăn hai tô, hai phần dạ. Vậy. Nên cô nấu là nói là 23 em chứ cô nấu dư ra vậy. Dạ. Ừ. Chứ không khi nào làm đủ là xuống nó sẽ thiếu. Dạ. Hôm qua cô cho ăn cơm chiên. Cơm chiên thịt đồ đó hả chị? Không, cô làm được chai. À, được chai cô. Cô cũng cho chả lụa và củ quả. Dạ. Nhưng mà mấy bé này thì cô có cho ăn trứng. Dạ. Như trong bánh xèo này cô có bỏ trứng. Dạ. Trứng là công nghiệp á. Dạ. Thường những người ăn sao cũng phải ăn được. Cô ăn chay suốt luôn hả con? Cô ăn chay trường được mười mấy năm. Dạ. Cô ông xã cô mất sớm nên cô cũng vất vả rồi. Lúc đó chú bệnh hay sao con? Bị tai nạn. Rồi. Khi mà bé Út cô mới 3 tuổi. Dạ. 24 tuổi. Hôm qua Tết này nữa. Rồi lúc đó bé Út chưa biết luôn. Chưa. Rồi ha. Lớn nhất thì học lớp 9. Dạ. Cô cũng nuôi đứa nào đi học đầy đủ. Dạ. Học lớp 10 rồi. Giỏi lắm. Vậy mà cô dành thời gian cô làm thiện nguyện nữa là quá giỏi. Nói chung cũng đủ duyên á. Dạ. Với lại thấy thương. Mình dạ. Thấy chung mệt mệt thấy tụi nó ăn thấy ngon thôi cũng vui hả cô?
cho tâm thần ăn. Tâm thần hả cô? 1500 suất. Dạ. Còn 3 tháng cô nấu một lần. Dạ. Nấu thì, trực tiếp luôn, tới dạ. Nấu trực tiếp luôn. Chắc là mấy bạn nhỏ nhiều khi ở trong lớp học tình thương của cô Ba, nhiều khi các bạn ăn nhưng mà chưa bao giờ các bạn tới nhà của cô để coi cô nấu như thế nào nè. Đó, cho nên là hôm nay là chú Khương Dừa tới đây nè, đó cùng cô Ba nấu ghi lại hình ảnh này thì các bạn bây giờ các bạn học lớp của cô Ba đó, sau này biết đâu các bạn có may mắn thành tài thì các bạn nhớ những cái người mà đã cưu mang dưỡng dục mình ha. Dạ. Nói chung các bạn mà có công ăn việc làm tốt, lo cho được bản thân gia đình rồi là mấy cô cũng vui rồi. Ồ. Cô lấy đi cô. Wow. Quá ngon. Ngon luôn. Đẹp cái luôn. Đầu tiên mà thành công luôn. Dạ. Con đổ thử cái coi cô. Đây. Con đổ không? Con cho con đổ. Nè, con đổ gần cái cho con. Đổ cái đi. Múc bột ở đây. Đây, cái này là chú múc đi hả con? Đúng rồi. Qua quét vòng cho đều. Mà cô còn quét là chuối nè. Có cái lá chuối quay vòng vòng vòng. Hồi đó giờ đổ vô ăn chứ hồi đó có cục mỡ tha vòng 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 vòng. Đúng rồi, ở quê á. Dạ. Quê đó là cục mỡ tha. Có cục mỡ này tha. Ít dầu hả con? Cái này cái cô đã lường xong rồi hả? Cô làm xong rồi. Cái bột là ở trong cái khăn nhỏ nha. Dạ. Vậy là con thường thường con bỏ này sao? Cô muốn bỏ trước luôn không? Cô bỏ vô cho luôn á. Cô bỏ vô luôn hả? Nếu vậy cái nhưng mà cô làm đâu bị bể không? Dạ. Có nhiều người họ đổ xong rồi mới bỏ vô giữa. Sao cũng được hết. Dạ. Ê. Ngon 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 nha. Dẫn dẫn. Tú chia lấy thử Tú. Đổ thử coi. Đó. Ừ, cái này là mỏng, nó rất là mỏng, lát nó rất là giòn. Cô lường bột ra sẵn cho mình nè. Ngon không quý mời cô chú. Làm cái này cực lắm. Tại vì người mà cái người mà làm á thì thường thường làm xong cái ăn không nổi. Dầu mỡ không à, nêm nếm. Đó. Ở đây. Cái này là không phải anh không biết cuốn mà anh cuốn theo kiểu nem cua bể á, biết không? Chả dài vuông, chả giò vuông á, tụi em biết không? Khó cuốn lắm. Nem cua bể. Đó là sự luôn. Nem cua bể thì nó phải bể. Đó. Chứ thật ra là mấy cái này anh làm cũng dễ lắm, anh làm đẹp lắm. Tụi em thấy ở trong siêu thị mà người ta bán mấy cái hộp không? Đều không? Anh cuốn không đó? Dạ cúng máy con. Một ngày vậy cô nấu cho mấy bạn thì tốn không bao nhiêu tiền cô? À, từ 300.000 trở lên. Dạ. Ít nhất là 300. Dạ. Ôi. Dạ cô nấu 4 bữa hả cô? À, một tuần á. Một dạ. Tuần là 3 bữa. 3 bữa. Vậy tính ra một tuần cô phải tốn khoảng triệu bạc rồi. Một tháng cô tốn khoảng 4 triệu. Cô lúc trước cô làm tới 2 lớp á, chứ sao này dạ. Kinh phí cô không có. Quá. Cho nên mình phải hỗ trợ cho cô. Chia sẻ với cô một phần. Chính
Trời ơi, chín rồi. Hả? Anh gọi gọi ở đây nước nó nhiều nó nổ. Khoan từ từ. Sáng. Rồi ra lấy đũa. Dạ, đang cầm đó. Trời ơi, đang chiên cái đẹp tự nhiên cái nó lấy xuống nó lộng cộng cái nó làm xấu cái bánh đủ ghê. Chiều nay cho mấy bé cuốn. Rồi. Ngon chưa quý ông bà cô chú? Đây, không có bể tại anh cuốn nó bị ấy đó. Đây, dầu dầu vô. Rồi, ít ít dầu thôi. Dầu nhiều quá. Giờ đổ cái đó đi nha. Cô làm thêm bông này lại cho. Dạ. Rồi thấy vậy chứ không có dễ làm đâu nha cô quý ông bà chú, khó lắm á. Có đồ dẻ, đứa nào dẻ nữa, đứa nào dẻ nữa. Trời ơi, phụ bếp này kỳ quá, làm kỳ quá. Khanh lên làm phụ cái bánh rồi thấy không, nãy đẹp lắm. Ồ nghe nó nói là chú có đóng phim vô mày nha cô chú, con chưa nhớ mấy mấy là tính mày ông màu, tính mày ông màu ha vô mày. Rồi, rồi, rồi nắp. Ồ. Kỳ này mình phải lấy cho nó đẹp thôi quý bà cô chú. Đó, làm hai món luôn nè. Vô. Hồi nãy giờ mà mình nấu để cho mình ăn á, mà nấu ở nhà là nãy giờ bốc lủng no luôn rồi. Cái này nấu cho mấy đứa nhỏ. Thiệt chứ. Không, làm số lượng này dạ. Tại lúc nào ăn trên bếp ăn nóng nó cũng ngon. Bây giờ là gần 3 giờ quý bà cô chú. Dạ. Tầm 3 rưỡi mình sẽ qua đó để mình chuẩn bị ghi hình nha quý bà cô chú. Chắc Khương Dừa sẽ phụ cô một xíu nữa rồi Khương Dừa đi qua bên đó trước. Rồi mấy bạn ở đây là phụ cô để mang qua sau, rồi Khương Dừa qua bên đó chuẩn bị gì. Dạ, và chuẩn bị nội dung nữa. Những cái lớp học tình thương kia thấy tội ha, tại lớp này có cô A dạy á. Dạ. Mấy cái lớp kia mà cô quen thì chỉ có sinh viên thôi. Sinh viên dạy cô? Cái người quản lý lớp và dạ. Ở phường thôi nhé. Dạ. Nó làm, còn sinh viên thực tập. Còn mai cái lớp này có thuốc là được cô ra dạy. Dạ. Là cô giáo luôn. Có dạy chữ. Dạ. Với lại dạy đạo đức. Dạ. Dạ. Dạy cho các em nó ngoan. Dạ. Xong rồi Khanh, xong rồi Khanh. Mấy lớp kia không bạn? Chưa. Chưa chín mà mình lấy ra nó dính. Chưa chín. Tự nhiên chưa chín kêu tôi mở ra chi không? Em kêu anh hồi nào đâu? Nãy mày kêu đó. Anh tự kêu em lại á. Ủa đó sao thi thích anh hài vậy? Ôi trời anh đó. Không vui à? Cũng vui lắm mà tới vòng 4 đó. Vòng 5 đó. Nhá đó rớt mà quê cũng chết ra. Giờ nhắc lại quê lắm. Quên anh. Hoài luôn. Tính ra Khương Dừa cũng có duyên với mấy bạn Thi Thức Hài đó. Ví dụ chị như chị Cẩm Hà nè, bé Đà Đa Đa nè, Thanh Trương nè, Duy Khanh nè, với lại Mỹ Ngân. Thi xong rồi thấy mấy bạn, nói chung mấy bạn rất là dễ thương và đều là làm nội dung sáng tạo rất là tốt, cho nên mấy bạn sẽ rất là phù hợp với cái công việc về giải trí, mặc dù là các bạn chưa được bao giờ mà được đào tạo. Khanh lúc mới về làm với Khương Dừa bạn cũng đâu có chưa có làm giải trí, làm bartender mà lúc đó bị đuổi việc hoài à.
Rồi về quê luôn. Bartender. Chung hai đứa nó dễ thương duyên dáng lắm. Nhưng mà nhiều khi mình cũng không hiểu nổi, nhiều khi mỗi người có một cái số gì, số nổi tiếng. Hai đứa thì chưa tới số. Chưa tới số nổi tiếng. Gấp lẹ lẹ mới được cho nó nóng mà. Nói chung là xung quanh Khương Dừa toàn là mấy bạn nghệ sĩ, ca sĩ đồ, còn đều có máu nghệ sĩ không chứ bộ dẫn à. Chưa. Cái này là anh nãy anh đổ bột hơi dày một xíu. Đó. Trời ơi. Thiệt tình luôn. Tụt xuống luôn. Đó. Wow, đẹp không cô? Quá xuất sắc luôn không? Xuất sắc. Không còn gì vậy. Thiệt chứ bộ, cái đẹp mà. Cái đó đẹp mà. Vậy là đi ra bán bánh xèo được rồi đó. À, lâu lâu cho mấy đứa em nó qua nó làm mấy chương trình về thiện nguyện như vậy nè, và có thông điệp gì tụi mấy đứa nó cũng thích, học hỏi được thêm với lại cảm giác như là mình sống có ý nghĩa hơn ha mấy đứa, chứ trước giờ mình sống vô nghĩa quá hả. Cô có chưa cô miếng được con? Dạ dạ rồi, như đây được rồi con. Con sẽ đổ một cái bánh thật là mỏng cho cô xem này. Có hơi đặc không? Dạ. Dạ anh không con. Đây. Bánh xèo á, đổ là đẳng cấp ở chỗ là đổ mỏng đổ dày. Đó. Đổ dày thì bánh nó sẽ dày. Nhưng mà đổ mỏng thì bánh nó sẽ mỏng, sẽ giúp cho cái bánh nó giòn hơn. Dạ. Có ship có thằng nhà tôi. Ship thường ngày nữa nè. À, tôi nói bỏ nói lắm thiệt luôn. Dạ. Đây còn một mẻ nữa là xong quyên rồi cô chú. Xong mà đậy lại cho kỹ nha Khanh. Để nó mềm á. Bánh xèo cũng còn hơi lâu, khoảng đổ khoảng 20 cái hả con, hết bột luôn con. Dạ. Dạ. Vậy là có làm chương trình cô không biết, cô tưởng đâu là. Dạ, có chương trình thi. Dạ, thi rồi cô. Dạ rồi, thôi clip cũng dài rồi, giờ là Khương Dừa với lại mấy đứa em với lại cô Diệu Hóa đây là và phải chiên hết chả giò này và đổ hết như bánh xèo đây, xong rồi cô cháu sẽ mang lên xe chở lên chỗ lớp học tình thương của cô ba ở phường Phú Cường, thị thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Cảm ơn quý bà cô chú rất là nhiều đã luôn luôn theo dõi Khương Dừa, theo dõi chương trình Học Để Đổi Đời. Cảm ơn quý bà cô chú gửi tiền về cái quỹ Học Để Đổi Đời của Khương Dừa. Dạ rồi, cảm ơn ba nhà tài trợ của Khương Dừa. Nói chung là mình phải luôn luôn mình nhắc nha, tài trợ nhờ họ mà mình có được cái kinh phí để mình sản xuất, cũng như là mình có thêm tiền để mình chuẩn bị những bữa ăn này nè, rồi mình chuẩn bị những phần quà, rồi mình chuẩn bị phần thưởng cho các em học sinh. Dạ cảm ơn Sơn Nhân Văn, BCG, Sơn Chống Nóng. Cảm ơn Bánh Tráng Tân Nhiên, Bánh Tráng Siêu Mỏng của đặc sản của Tây Ninh. Và cảm ơn Hai Bên Sồ Store đã tài trợ cho chương trình. Dạ cảm ơn, hẹn gặp lại.